Hướng dẫn cài Office app cho các bạn văn phòng. Trong video trước có nói về cách mà mình setup máy mới, cài bộ gõ, trình giải nén cho máy và nhiều bạn cũng hỏi về cách cài những cái ứng dụng khác. Nên là trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt những ứng dụng cần thiết. Đầu tiên thì video này dành cho các bạn làm văn phòng. Nhưng mà trước khi vào phần chính, cho bạn nào chưa biết thì khi tải hay cài đặt phần mềm trên Mac OS có hai loại tệp thường gặp, đuôi là PKG và DMG. PKG là gói cài đặt tương tự như là ECE, còn DMG là một đĩa ảnh tương tự như là ISO ở bên Windows. Bắt đầu nhé. Đầu tiên là bộ Office. Đây là bộ Office 2021 bản quyền, bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook và OneDrive. Update thoải mái, hỗ trợ cả máy Mac Intel và Native M1. Cảm ơn bác Andy Phạm đã chia sẻ. Mình để link download dưới mô tả, các bạn tải về nhé. Trước khi mà cài đặt thì các bạn nên gỡ hết các cái bản cũ ở trên máy để mà tránh xung đột nếu đã cài. Sau khi tải xong thì nhấn nút vào file zip Microsoft Office 2021. Sau đó mở thư mục vừa giải nén, chọn và mở tệp Microsoft 16.6 PKG này. Cửa sổ cài đặt xuất hiện, nhấn Continue để tiếp tục. Agree. Và Install để cài đặt. Nếu được nhắc thì các bạn nhập mật khẩu mở máy, sau đó nhấn Install Software. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất, sẽ mất khoảng một lúc nên các bạn cứ tiếp tục xem video nhé. Khi mà cài đặt xong thì nhấn vào OK, nhấn Keep nếu muốn giữ lại tệp cài đặt. Cửa sổ Microsoft Auto Update xuất hiện. Office sẽ tự cập nhật nếu có bản mới. Bạn nào không thích thì có thể bỏ tích chỗ này, sau đó tắt bỏ đi. Bây giờ mở tệp listen.pkg trên cửa sổ mới, nhấn Continue, tiếp tục, Agree, sau đó nhấn vào Install. Nhập mật khẩu mở máy, sau đó nhấn Install Software, chờ cái quá trình hoàn tất. Các bạn thấy thông báo The Installation Was Successful như thế này là được. Và bây giờ thì vào Launchpad, mở và dùng ứng dụng mình cần thôi. Tiếp theo là các ứng dụng nhắn tin như là Zalo, Telegram, Skype, Viber. Mình sẽ hướng dẫn một cái nhé. Những cái khác thì mình sẽ để link tải ở dưới mô tả. Cứ tải file cài đặt về và làm tương tự thôi. Mở Safari trên thanh địa chỉ, gõ zalo.me và nhấn Return, Enter. Trên màn hình, nhấn vào tải ngay. Nếu được nhắc, nhấn Allow. Tệp sẽ được tải xuống. Sau khi xong thì nhấn vào download ở dưới dock, mở tệp Zalo setup.dmg. Kéo Zalo vào thư mục application, thư mục ứng dụng như video trước mình có nói. Các bạn muốn dùng lâu dài thì nên kéo ứng dụng vào thư mục application. Cuối cùng là TeamView, ứng dụng điều khiển máy tính từ xa. UltraView thì Mac không hỗ trợ nha. Các bạn cũng có thể dùng AnyDesk, khá tốt, nhẹ và tiện. Truy cập vào teamviewer.com, nhấn download for free, tệp sẽ tải xuống. Nhấn download ở dưới dock, chọn và mở tệp teamviewer.dmg. Trên cái cửa sổ mới thì nhấn đúp vào install teamviewer, nhấn open để mở. Trong cửa sổ cài đặt, tích vào I accept, nhấn continue. Nhấn Continue, tiếp tục. Install để bắt đầu quá trình cài đặt. Nếu được nhắc thì nhập mật khẩu mở máy, nhấn Install Software, đợi quá trình hoàn tất. Nhấn Close. TeamViewer sẽ tự động mở, yêu cầu cấp quyền để sử dụng. Nhấn vào Request Access, Open System Preference. Nhấn vào ổ khóa màu vàng. Nhập mật khẩu mở máy, sau đó nhấn Unlock. Ở đây thì tích vào TeamViewer. Nhấn Later. Ở cột bên trái, nhấn vào Accessibility, tích vào TeamViewer. Tiếp tục chọn Full Disk Access. Nhấn dấu cộng. Chọn Application, ứng dụng. Sau đó kéo xuống tìm TeamViewer.
nhấn Open, sau đó nhấn Quit và Reopen. Vậy là xong rồi. Ngoài ra thì còn các cái trình duyệt như là Chrome, Cốc Cốc hay là Firefox thì mình cũng để ở dưới mô tả. Đọc PDF thì mặc định là Mark có preview rồi. Nếu muốn dùng app thì các bạn có thể dùng Acrobat của Adobe. Vậy thôi, cài ứng dụng thì dễ lắm, tải về rồi cài đặt. Các bạn chỉ cần lưu ý về phần cấp quyền cho ứng dụng thôi, như là TeamViewer mình vừa làm ấy. Khi cài xong, nếu ứng dụng yêu cầu cấp quyền lúc nào thì cứ vào System Preference cấp là được. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp nhanh nhất có thể. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.